Chào bạn, bạn đang nghe audio chuyên mục bạn nên biết trên website mạng y tế .vn bệnh cường giáp có chữa dứt được không? Tôi bị bệnh cua ứng giáp đã điều trị thuốc được một năm, tuy nhiên tôi nghe nói bệnh sẽ quay lại. Vậy xin hỏi có thể chữa dứt điểm được không ạ? À? Tôi bị bệnh cua ứng giáp đã điều trị thuốc được một năm, tuy nhiên tôi nghe nói bệnh sẽ quay lại. Vậy xin hỏi có thể chữa dứt điểm được không ạ? À? Hoàng Anh, Hải Phòng, cường giáp được gợi ý bằng một số dấu hiệu và triệu chứng như tăng tiết mồ hôi, không chịu được nóng, tăng nhu động ruột, run tay, lo lắng, kích thích, nhịp tim nhanh, sụt cân, mệt, giảm tập trung. Các phương pháp điều trị cường giáp bao gồm điều trị triệu chứng, đó là những thuốc có thể dùng ngay để điều trị triệu chứng do tăng hormone tuyến giáp quá mức, cũng như thuốc điều trị nhịp tim nhanh, thuốc kháng giáp. Thường thì việc điều trị kháng giáp lâu dài chỉ áp dụng cho bệnh nhân bị bệnh rết. Vì vậy hiện nay bệnh này điều trị bằng xạ trị hoặc mổ. Sau 1 tháng 2 năm điều trị, tỷ lệ khỏi bệnh khoảng 40 đến 70%. Khi đã khỏi bệnh tuyến giáp không lớn thì việc điều trị bằng thuốc kháng giáp là không cần thiết. Các nghiên cứu mới đây cũng cho thấy việc dùng kết hợp thuốc viên hormone tuyến giáp với chế độ ăn uống thường có tỷ lệ khỏi bệnh cao khi ngưng điều trị bệnh nhân sẽ tiếp tục đến khám bác sĩ mỗi 3 tháng một lần trong năm đầu tiên vì bệnh có thể tái phát trong giai đoạn này. Nếu bệnh tái phát thì có thể tiếp tục dùng lại thuốc kháng giáp hay iodine phong xạ, hoặc cũng có thể xem xét đến việc điều trị ngoại khoa. Bạn nên đi khám định kỳ tại bệnh viện chuyên khoa nội tiết để được chỉ định theo dõi và hướng dẫn điều trị đúng, bác sĩ. Huỳnh Quang nội dung bài viết đến đây là kết thúc mời bạn hãy đăng ký kênh mạng y tế để theo dõi thêm những audio tiếp theo hy vọng bài viết này sẽ đem lại cho bạn nhiều điều bổ ích chúc bạn luôn mạnh khỏe